Vân Anh, hiện tại mình đang học tập và làm việc tại thành phố Hamburg. Mình học hệ điều dưỡng 3 năm và có rất nhiều bạn thắc mắc là tại sao mình học đại học y ở Việt Nam nhưng khi mình sang bên Đức mình lại lựa chọn du học nghề thay vì du học đại học. Và các bạn cũng thắc mắc là sự khác biệt giữa hai hình thức du học này, thì ở video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái sự khác biệt cơ bản nhất giữa du học đại học và du học nghề nhé. Về du học đại học thì sự lựa chọn ngành học ở cấp bậc đại học chắc chắn sẽ đa dạng hơn rất là nhiều. Nhưng đa số các ngành học thì nó đều tập trung vào lý thuyết và đi sâu vào thực tiễn. Mặc dù cùng là hệ đại học nhưng ở Đức người ta lại chia ra thành hai loại. Đó chính là đại học Hàn Lâm và đại học ứng dụng. Và nhiều bạn lầm tưởng đại học ứng dụng khi mình dịch sang tiếng Việt đó chính là cao đẳng. Nhưng thực chất khi mình tốt nghiệp thì bằng đại học ứng dụng thì nó sẽ tương đương với cử nhân. Điều khác biệt duy nhất giữa đại học ứng dụng và đại học Hàn Lâm thì đó chính là đại học ứng dụng thì nó sẽ đi sâu vào thực tiễn, còn đại học Hàn Lâm thì nó sẽ đi sâu nghiên cứu. Đối với du học nghề thì đối với những ngành nghề mà có ít lý thuyết nhưng đòi hỏi nhiều thể lực, ví dụ như là điều dưỡng, nấu ăn, lái tàu thì được sắp xếp vào chương trình đào tạo nghề. Tuy nói rằng là nó có ít lý thuyết nhưng không phải là không có. Sinh viên tham gia học nghề thì sẽ được đào tạo kép, tức là mình sẽ được học những kiến thức ở trường nghề và sẽ được thực tập ngay ở cơ sở đào tạo. Hình thức này thì đảm bảo học viên sẽ được áp dụng ngay những cái kiến thức mà mình đã được học ở trường nghề vào thực tiễn luôn. Ví dụ đối với trường hợp của mình thì mình sẽ được học khoảng độ hơn 1 tháng hoặc là 1 tháng ở trường nghề và sau đó thì sẽ được thực tập từ 1 đến 2 tháng tại viện. Thông qua những bài tập mà thầy cô giáo giao ở trên lớp thì tất cả những cái kiến thức mà mình được học ở trường nghề thì sẽ được áp dụng khi mà mình đi làm ở viện. Các học tập thì đối với du học nghề thì sẽ là 3 năm đối với những bạn chưa có bằng đại học hoặc cao đẳng về điều dưỡng như mình và sẽ là 1 năm đối với những bạn đã có bằng. Học đại học thì khi mà các bạn sang bên Đức thì các bạn sẽ không được phép vào học luôn mà các bạn sẽ phải tham gia khóa học dự bị kéo dài từ 1 đến 1 năm rưỡi. Khi đó tiếng Đức sẽ tương đương với bằng C1 và sau đó các bạn sẽ được tham gia vào học đại học từ 3 đến 5 năm. Với du học nghề thì sẽ phải chứng minh tài chính từ 3 đến 6 tháng đầu khi mà mình mới bước chân sang Đức thôi. Còn đâu trong quá trình các bạn tham gia học nghề thì sẽ không cần phải chứng minh tài chính nữa, bởi vì mỗi tháng thì mình đều đã được nhận lương rồi. Thậm chí hiện nay có rất nhiều bang người ta đã cho phép không cần phải chứng minh tài chính ngay cả trong trường hợp mình chỉ có bằng B1 thôi. Đối với những bạn du học đại học thì các bạn sẽ phải chứng minh tài chính trong suốt quá trình học. Và hiện nay cái mức định giá chứng minh tài chính đó chính là 853 OI mỗi tháng và nó sẽ tăng dần theo từng năm. Thời gian mà các bạn được gia hạn visa sẽ phụ thuộc vào cái số tiền có trong tài khoản. Ví dụ như là bạn mình học đại học ở bên Đức, trước khi nó sang bên Đức thì nó sẽ phải chứng minh tài chính trong khoảng 1 năm nó học dự bị và đại sứ quán sẽ chỉ cấp visa cho nó trong khoảng 1 năm học dự bị thôi. Sau khi nó học xong dự bị và muốn chuyển lên học đại học thì nó sẽ phải cho thêm tiền vào tài khoản để có thể chứng minh rằng trong quá trình nó học đại học thì nó sẽ có đủ tài chính để nó vừa có khả năng sinh sống và học tập ở bên Đức. Số tiền chứng minh tài chính của bạn của nó nhiều thì cái thời gian gia hạn visa của nó sẽ lâu hơn. Còn đâu đối với trường hợp của mình, khi mà mình sang bên Đức, mình hết hạn visa và mình được gia hạn visa 3 năm bằng tổng cái thời gian cần thiết cho cái quá trình học nghề của mình khi mà ở bên Đức. Do mỗi lần gia hạn visa thì mình sẽ mất lệ phí trong khoảng từ 80 đến 100 OI. Theo mình thấy là nó sẽ tiết kiệm chi phí, lệ phí hơn rất là nhiều. Ưu điểm của du học Đức đó chính là được miễn học phí ở tất cả các chương trình đào tạo bằng tiếng Đức. Nhưng đối với những bạn du học nghề thì trong quá trình học thì các bạn đã được đi làm rồi nên các bạn sẽ được nhận trợ cấp mỗi tháng. Là lý do tại sao mà các bạn tham gia du học nghề sẽ không cần phải chứng minh tài chính trong quá trình học. Với du học nghề thì mức trợ cấp trong khoảng từ 650 OI đến 1.300 OI mỗi tháng. Tùy từng ngành nghề và tùy từng bang, công ty LIA thì mình thấy là có cam kết cho học viên lương tối thiểu là 1.000 OI mỗi tháng. Và sau khi tham gia vào học nghề thì các bạn sẽ được nhận lương trợ cấp ở ngay từ tháng đầu tiên.
Một vài bạn đã inbox hỏi trong quá trình mình tham gia học ở trường nghề thì mình sẽ có được nhận lương không? Thì câu trả lời là mình hoàn toàn được nhận lương ngay cả khi mà mình đi học thôi nhé. Với du học đại học thì các bạn sẽ không được nhận lương trong quá trình mình học ra, thì mỗi kỳ 6 tháng thì các bạn sẽ phải đóng chi phí quản lý sinh viên từ 200 đến 350 oi mỗi tháng. Và mức chi phí này nó sẽ phụ thuộc vào tùy từng bang. Các bạn hoàn toàn có thể được đi làm thêm không quá tối đa 20 giờ mỗi tuần. Quan điểm của mình thì mình thấy là với cái lượng kiến thức khá là nặng ở trên trường, cái việc vừa đi học vừa đi làm nó sẽ khiến bạn không đủ sức khỏe và có thể lơ đãng ở cái việc học, nên tới là có thể là sẽ không theo kịp chương trình học ở trên lớp. Đối với du học nghề thì trong quá trình du học nghề thì đã được đào tạo sát với thực tế và được tham gia thực tập ở ngay cơ sở đào tạo. Vì vậy, sau khi mà các bạn tham gia khóa học nghề 3 năm xong, sau đó thì các bạn sẽ có việc làm ngay ở tại chính cơ sở mà mình đã được tham gia thực tập trong quá trình học nghề. Đối với những bạn học đại học thì sau khi ra trường thì cơ hội tìm việc làm khá là thấp, bởi vì bạn phải thực sự rất là xuất sắc thì mới có thể cạnh tranh với những người bản xứ ở đây. Bạn có thể hiểu đơn giản như thế này, ví dụ như ngành điều dưỡng tại Đức thì đang thiếu trầm trọng điều dưỡng viên, và tính tới năm 2025 thì thiếu khoảng 150.000 điều dưỡng viên. Vì vậy là chính phủ Đức người ta ra rất nhiều những chính sách để thu hút các bạn sang học nghề, học tập, làm việc và định cư ở đây, nên cơ hội sau khi mà mình hoàn thành xong khóa học nghề để tìm việc làm khá là lớn. Còn đâu đối với những bạn học đại học, vì mình sang bên Đức để mình học nên là sau khi mà mình ra trường thì mình phải thực sự rất là xuất sắc thì mình mới có thể cạnh tranh đây. Nhiều bạn nói rằng sau khi tham gia khóa học nghề thì cái bằng mình nhận được thì chỉ là bằng học nghề thôi. Rất ít bạn biết rằng đó chính là mình hoàn toàn có thể học lên đại học với cái ngành nghề tương đương với cái ngành mà mình đã được tham gia đào tạo nghề. Vì thế cái cơ hội thăng tiến ở cả học nghề và học đại học đều là như nhau. Như các bạn có thể biết là đối với những bạn du học đại học thì các bạn hoàn toàn có thể tự làm và tự chuẩn bị hồ sơ. Các bạn chỉ cần lên trang web của DAAD, đây chính là cơ quan Hàn Lâm Đức được đặt tại trụ sở của mỗi quốc gia, để tìm hiểu thông tin. Vì ở trên đó có đầy đủ tất cả những thông tin, tất cả những thủ tục để các bạn có thể chuẩn bị hồ sơ, chuẩn bị giấy tờ rồi. Với du học nghề thì tại sao chúng ta nên tìm tới một công ty hoặc là một trung tâm du học nghề? Đối với mình thì mình ban đầu mình khá là băn khoăn và thắc mắc, vì mình thực sự muốn tiết kiệm chi phí cho bố mẹ, mình muốn tự túc làm. Nhưng trong quá trình mình bắt tay vào tìm hiểu thì mình lại nhận ra một vài điểm như sau. Đối với du học nghề thì mình không những cần phải đi tìm trường nghề mà mình còn phải đi tìm cơ sở đào tạo trong quá trình mình học nghề nữa. Và tất nhiên những cơ sở đào tạo này sẽ được cấp phép bởi Sở Lao động và Sở Ngoại Kiều ở Đức. Do đó, khi mà mình gửi hồ sơ cho họ thì họ hoàn toàn không biết mình là ai, không biết khả năng của mình như thế nào để họ có thể nhận mình, không biết khả năng tiếng của mình ra sao để họ có thể gửi hợp đồng nghề cho mình. Vì vậy, trong trường hợp này chúng ta cần đến bên trung gian, đó chính là công ty du học, để họ có thể xử lý hồ sơ hợp đồng. Công ty du học này nên có trụ sở ở Đức để họ có thể tạo niềm tin cho doanh nghiệp, cho cơ sở đào tạo nghề. Và khi có bất kỳ vấn đề gì thì họ hoàn toàn có thể xử lý được ngay. Đó là lý do tại sao mà chúng ta cần công ty du học nghề để họ có thể xử lý hồ sơ hợp đồng cho mình. Nào chưa xem vlog về cách lựa chọn công ty du học nghề uy tín chất lượng thì mình sẽ để link ở phía dưới nhé. Về cơ bản thì trên đây chính là những cái điểm khác biệt cơ bản nhất giữa du học nghề và du học tại Đức. Và tất cả những thông tin mình tìm hiểu được thì đều là những thông tin mình tham khảo hoặc là tích cóp từ những người bạn của mình ở Đức, những người bạn học đại học hoặc là học nghề ở Đức của mình, và là những trải nghiệm cá nhân của mình nữa. Nếu có gì thiếu sót thì các bạn hãy bổ sung cùng mình ở phần comment nhé. Hãy cho mình biết về chủ đề tiếp theo mà các bạn tò mò về cuộc sống ở Đức nhé. Bye!